Hôm nay là ngày Đại hội Võ Lâm Tam Quốc, nơi hội tụ tất cả các anh hùng hào kiệt nhất xuất hiện trên giang hồ. Bố ơi, mình đi đâu thế? Đi xưng đế thiên hạ. Tôi chính là anh tướng hào kiệt nhất tại đây. Ngày hội hôm nay sẽ là ngày tôi xưng đế thiên hạ. Ê chết, nhầm rồi, đây không phải là tôi. Tôi đây cơ. Ta đây chính là kỳ tài sẽ đứng lên dẹp loạn, xưng đế thiên hạ. Xưng đế thiên hạ. Kỳ tài xuất thế, xưng đế thiên hạ.